kẹt các bạn đến tin xem cách 24 giờ. Tìm hiểu cái thú chơi sơn ngựa nhám bạn được lợi gì? Một cái chiếc xe sau một thời gian sử dụng dài có rất nhiều cái sự xuống cấp nhất định. Ta phải phục hồi sơn mới rất nhiều chi tiết, trong đó có cái ngựa nhám. Tuy nhiên đối với một cái chiếc xe tuổi đời thì quá xa xưa, phụ tùng còn khó tìm, nói chi đến cái phần dàn ngựa nhám thay thế. Ngựa nhám là nơi bảo dưỡng nhiều nhất và dễ bị bong chóc nhất nên cực kỳ xấu xí. Muốn chiếc xe của bạn trong tình trạng là mới cứng thì chi tiết này phải luôn đang bóng. Tuy nhiên khi mua cái dàn ngựa nhám mới, đôi khi chi phí là rất cao. Trong nhiều trường hợp xe của bạn đã quá cũ, phụ tùng khó tìm và phải đặt hàng thì rất lâu mới có hàng, đôi khi cũng chẳng biết khi nào có. Chính vì những vấn đề trên mà nhiều hiện nay đã chọn một cái phương án mới là sơn lại cái phần mũ nhám với một chi phí ổn định hơn, rẻ hơn, có thể thay đổi nhiều sắc khác nhau. Thực tế thì sơn nhĩ nhám đã xuất hiện rất lâu ở Việt Nam. Tuy nhiên trước kia do công nghệ sơn được chưa tốt nên một khoảng thời gian dụng dài rất dễ bị bong chóc. Và qua rất nhiều năm kinh nghiệm, hiện nay ở Việt Nam đã có thể nói sơn nhĩ nhám chế độ bệnh cao không bị bong chóc là một cái điều dễ xuất hiện nhất. Với mức giá tiền sơn cái phần dàn ngựa nhám cũng khá rẻ, rơi vào tầm từ 300 đến 600k, tùy theo kích thước những món đồ chơi bạn muốn sơn lớn nhỏ ra sao. Với một mức giá này thì vô cùng hợp lý, vì khi mua một cái dàn ngựa nhám mới trong hãng và chỉ có duy nhất một màu là đen, hoặc có những trường hợp những dòng xe mới mua thì cục mắc hơn cả là sơn nữa đấy. Exciter 185 lột xác với một cái dàn chuyền Honda. Mặc dù ra mắt cái chiếc Exciter 110 đã khiến cho Exciter 115 chìm hẳn qua cái sự quên lãng và bị ngừng sản xuất. Tuy nhiên đâu đó cái chiếc Exciter 115 vẫn còn rất nhiều người chơi để mắc tới và vẫn còn một cái sức ảnh hưởng rất lớn đối với biker Việt Nam. Em ấy khoét cho mình một phong cách tên là LC 115 của Malay, một tên gọi khác của Exciter 135 của Việt Nam. Chất liệu tim là bằng chrome được nhiều dân chơi xe hiện nay ưa chuộng. Dàn đầu được trang bị cái cụm công tắc NBS lắp hầu hết các dòng xe của hãng Yamaha, chỉ cần câu điện lại hoàn toàn không chế cháy gì cả. Bọc tạc Exciter 110 cùng với cụ dẹp nhôm tạo ra một cái điểm nhấn nhỏ nhỏ cho phần dàn đầu. Cái dàn chân trước trang bị hệ dòng SPS kết nối cùng hệ dòng Nissin 2bit lắp vào cái phục thông qua các bát CNC. Đĩa carbon lòng CNC, ưu điểm lòng đĩa thắng này là chịu nhiệt cực tốt của các dòng đĩa thép thường dùng. Xe trang bị cái phục WS bình dầu rời, một cái dòng đồ chơi xuất xứ đến từ Thái Lan, được rất nhiều tay chơi hiện nay là ưa chuộng. Cấp các chân zin được quy định vào sườn bằng hai cái chốt rầu tay. Cái dàn chân ứng dụng cái mâm của Sonic 125 cây rất thể thao, nhìn cũng lạ hơn. Cái lỗ vành này sau khi dụng dài đã bị lãng quên và em ấy đang bỗng trở nên hot trở lại. Và đây tổng thể cái chiếc xe với cái phần dàn chân cực chất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, share, subscribe.